Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta thì tôi lại tiếp tục cái câu chuyện là sau khi có cái bản án sơ thẩm thì chúng ta không đồng ý với cái nội dung của bản án sơ thẩm dân sự thì chúng ta sẽ có đơn kháng cáo lên cấp phúc thẩm. Thì như ngày lần trước thì tôi cũng đã nói rồi, tức là kháng cáo giữ nguyên bản án. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ nói về kháng cáo hủy bản án sơ thẩm. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ mình sẽ xem lại về vấn đề là cấp phúc thẩm sẽ xem xét lại bản án sơ thẩm. Thì mình sẽ đi vào những cái ví dụ cụ thể để chúng ta được rõ hơn nha quý vị và các bạn. Hôm cách đây vài năm thì tôi cũng có một cái vụ kiện nó như thế này. Ông A mua cái miếng đất của ông B. Và khi mua miếng đất của ông B thì hai bên do phát sinh tiền nong và không trả đầy đủ, cho nên khởi kiện ở tòa. Và trong cái quá trình khởi kiện ở tòa thì tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét và công nhận cái phần đất của bên bán và công nhận cho người mua tiếp tục thực hiện hợp đồng, và không đồng ý với cái tinh thần phán quyết của tòa cấp sơ thẩm thì một trong bên các bên đã kháng cáo. Hỏi ra mấy quý vị các bạn biết không, án sơ thẩm xử và án phúc thẩm tuyên hủy. Hủy vì lý do là tòa án đo vẽ, mà thí dụ như con đường đất của người ta có 6 mét thì ông bán ở phía sau, cái người bán họ bán ở phía sau, mà bây giờ tòa án tuyên thì lại không có con đường đi vào, cho nên buộc lòng phải hủy trả về sơ thẩm để xem xét lại. Có thể rằng là bây giờ vẫn công nhận phần đất đó, nhưng là phải cho cái con đường đi vô công cộng chứ không lẽ giờ bay. Thực tế thì trong cái quá trình kháng cáo thì nó có rất là nhiều dạng, nhưng mà tôi cũng đã nói với quý vị và các bạn có 3 dạng thôi. Hôm qua tôi cũng đã nói về kháng cáo về giữ nguyên bản án. Thì theo điều 308 khoảng 1 là kháng cáo giữ nguyên bản án. Còn hôm nay là điều 308 khoảng 3 kháng cáo hủy bản án sơ thẩm. Hôm nay mình sẽ nói về việc kháng cáo hủy bản án sơ thẩm. Thì để mà dễ dàng thì tôi sẽ nói về hủy. Thì tòa án cấp phúc thẩm sau khi xem xét thì hủy có hai hướng quý vị. Hủy về mặt tố tụng. Hủy về mặt tố tụng là như thế này. Ví dụ như hai bên tranh chấp cái quyền sử dụng đất đó, tranh chấp cái nhà đó, nhưng mà cái nhà đó thì đang cho thuê. Thực tế thì cấp sơ thẩm lại không đưa cái ông thuê nhà đó vào. Cho nên bây giờ, nếu như mà bây giờ tuyên buộc một trong các bên thực hiện cái nghĩa vụ, thì bây giờ còn liên quan tới cái người mà thuê trên đất thì sao? Đó là hủy về mặt tố tụng, thiếu người tham gia tố tụng. Thêm một cái ví dụ khác nha quý vị. Tức là trong cái vụ mà chia thừa kế, cái nguyên đơn khởi kiện chia, tôi yêu cầu chia nhà và đất đối với quyền sử dụng đất, và tôi liệt kê hàng thừa kế của tôi cho tới thời điểm này là 10 người. Vậy đó, tòa đã thu thập chứng cứ và xử mỗi người được một suất thừa kế. Tuy nhiên tới khi mà cấp sơ thẩm xử xong rồi lại phát hiện thêm một cái đồng thừa kế nữa. Giờ sao? Giờ phải hủy để chia lại theo đúng trình tự pháp luật. Đó là người ta gọi là hủy nếu trong trường hợp vi phạm về thủ tục tố tụng. Nhiều lắm quý vị. Nhiều lắm về cái vấn đề và hủy về mặt sai, về thiếu người tham gia tố tụng, bỏ sót người tham gia tố tụng, vi phạm tố tụng. Ví dụ như bây giờ hôm nay cái điều khoản tranh chấp hai bên nó xảy ra vào cái năm 2000. Tuy nhiên là cấp sơ thẩm lại vận dụng cái điều luật của năm 2015 xử thì đúng là vi phạm tố tụng.
Và đó là một trong ba những cái ví dụ về vi phạm tố tụng. Còn bây giờ vi phạm về mặt nội dung nha. Hôm nay một cái ông A kiện chia thừa kế, thì khi kiện chia thừa kế thì tòa cấp sơ thẩm đã xem xét và chia cho ông A. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ đây là tài sản chung vợ chồng, chứ không phải là tài sản chia thừa kế. Và khi mà tài sản chung vợ chồng thì trên nguyên tắc 1/2 là tài sản của người vợ, và còn cái phần còn lại thì đúng là chia theo thừa kế. Nhiều lắm quý vị và các bạn, về mặt nội dung thì rất là nhiều cái vấn đề mà chúng ta cần phải xem xét lại. Như vậy đó, khi mà quý vị kháng cáo, khi mà quý vị sau khi mà nhận được cái bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân cấp quận, huyện, nếu không có yếu tố nước ngoài nha, thì không đồng ý thì mình sẽ kháng cáo lên. Giờ tôi cho một cái ví dụ cụ thể. Tôi có một người bạn, chị ta là bị đơn trong một cái vụ kiện. Thì chị nói như thế này, chị nói là khi mà mẹ chị thì đứng tên trên hai cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Một cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất là thiệt là của mẹ chị tạo lập, còn một phần là của chị ở nước ngoài gửi về mà mua nhờ mẹ chị đứng tên giùm. Tuy nhiên thì sau khi mẹ chị chết thì các anh chị em của chị đã khởi kiện yêu cầu là chia luôn cái phần mà mẹ đứng tên. Thì đúng là trên nguyên tắc nha quý vị, là tại thời điểm người nào chết thì phát sinh hàng thừa kế. Thì theo cái quy định này thì các anh chị em đã khởi kiện và cho rằng là quyền sử dụng đất của mẹ còn lại là hai cái quyền sử dụng đất là đứng tên mẹ. Tuy nhiên rằng là sau khi bản án sơ thẩm là tuyên thì chia hết, chia hai cái phần đất ra. Thì chị ra với tôi, chị nói rằng là nói thật với luật sư là rất là đau xót, vì quyền sử dụng đất này là do tôi tạo lập, tiền là do công sức của vợ chồng tôi, và hiện tại mặc dù là tôi không có ở trên mất đất này, nhưng mà chồng và con tôi cũng vẫn đang ở trên miếng đất này. Luật sư, tôi có những cái chứng cứ như là mua bán với lại cái người chủ đất cũ nè. Tôi có những cái chứng cứ như là cái xác nhận của mẹ tôi nè. Tôi có những cái chứng cứ như là tôi có xây dựng nhà nè. Tôi có những chứng cứ như là tôi đang ở, con cái tôi, chồng tôi hiện tại đang ở trên cái phần đất này. Thì tôi sẽ kháng cáo để yêu cầu hủy cái bản án, và cho rằng cái cấp sơ thẩm chưa xem xét hết cái quá trình đăng ký kê khai quyền sử dụng đất. Vì chị cho rằng là tại cái thời điểm mà bà mẹ của chị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vì bà có một cái miếng đất của chị và một miếng đất của bà, cho nên khi mà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì nhà nước đã cấp luôn cả hai thửa trên một cái giấy. Mấu chốt ở vấn đề đó. Thì chị có ý kiến là tại sao lại cấp hai thửa trên một cái miếng giấy này? Thì cái cấp cơ sở, ông trưởng ấp, ông trưởng khu phố gì đó, ông giải thích là thì cái gì chị ở chung nhà với mẹ chị mà, cái gì của chị là cái gì của mẹ, mà mẹ với chị không có tranh chấp thì mẹ con giấy tờ đất chị cũng giữ. Và đó cũng là một trong những lý do để dẫn đến những cái vụ kiện tranh chấp. Thưa quý vị và các bạn, tôi thông qua cái video này, tôi chỉ nói đúng một điều. Theo khoảng 3 điều 308 của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự, nhớ nha quý vị, khoảng 3 điều 308 của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự, cấp phúc thẩm sẽ xem xét lại bản án sơ thẩm và hủy bản án sơ thẩm nếu vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng, nếu vi phạm về mặt nội dung, xử sai điều luật nè, xử sai về thời điểm nè, xử
bỏ sót người tham gia tố tụng nè, rồi chia suất thừa kế không đủ nè, rất rất là nhiều cái yếu tố khác nữa. Thì thông qua cái video này thì tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn một cách chuyên sâu vào cái nội dung hồ sơ. Nếu quý vị và các bạn, những người nào đang trong cái giai đoạn kháng cáo từ sơ thẩm lên phúc thẩm và mong muốn mình sẽ có những cái kết quả, thì quý vị, chứ quý vị và các bạn không thể nào mà sau khi kháng cáo tôi không biết xử làm sao. Bây giờ tôi lặp lại ha. Trong trường hợp mình có một cái bản án và không đồng ý với cái bản án sơ thẩm thì chúng ta sẽ kháng cáo lên cấp phúc thẩm. Thì cấp phúc thẩm sẽ xem xét và có 3 trường hợp xảy ra. Thứ nhất là sẽ giữ nguyên bản án sơ thẩm. Thứ hai là sẽ sửa bản án sơ thẩm. Và thứ ba là sẽ hủy bản án sơ thẩm. Sắp tới thì trong những cái video lần tới thì tôi sẽ nói cho quý vị và các bạn nghe thế nào là sửa bản án sơ thẩm của cấp phúc thẩm. Đó là cái thẩm quyền của cấp phúc thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh nói chung. Và nếu trong trường hợp là bản án có yếu tố nước ngoài thì đó là cấp cao Tòa án Nhân dân cấp cao sẽ xem xét sửa, hủy và giữ nguyên bản án phúc thẩm. Sửa, hủy và giữ nguyên bản án sơ thẩm. Chắc chắn là video cũng rất là khó khăn để chuyển tải những nội dung. Nếu quý vị và các bạn không hiểu những vấn đề nào thì xin để lại comment để cho tôi được có những cái giảng giải, giải thích về luật để nâng lên cái tầm của người Việt là trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta. Xin trân trọng cảm ơn.